Xin chào cả nhà, Nightside đã quay trở lại rồi đây. Nhân dịp đại tiệc sale 11 tháng 11 sắp tới, có bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi phông chữ được Shopee sử dụng trên các banner quảng cáo là gì hay không? Đó chính là phông Shopee. Mọi người không hề nghe nhầm và mình cũng không hề đùa một chút nào cả. Chúng ta có thể tải đầy đủ bộ phông này tại nightside.vn/Shopee. Với chiến lược tập trung vào Đông Nam Á thì năm ngoái, Shopee đã tự phát triển một bộ phông bao gồm đầy đủ các ký tự của các ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt và tiếng Thái, để đồng bộ thiết kế trên website và ứng dụng của các đất nước mà Shopee đang hoạt động. Cả nhà có thể yên tâm tải bộ phông này về để thiết kế các ấn phẩm bằng tiếng Việt cho các chiến dịch bán hàng trên Shopee và đặc biệt là để thực hành theo video hướng dẫn thiết kế hiệu ứng chữ của Shopee cực kỳ sáng tạo mà mình sẽ đăng tải vào ngày mai trên Facebook, YouTube và TikTok của Nightside. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này của Nightside. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightside để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightside, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.